À, hiểu hiểu hiểu. Ui, thế thì dễ vãi lồn. À, phải nhảy chết trước. Đi mà. Cứ thế này thôi gì? Thế này có cái đéo gì đâu mà khó. Địt mẹ mày được vãi lồn em ơi. Bình thường, địt mẹ. Ngày xưa ghét tinh over ít tôi còn phá đảo được mấy game này tuổi đéo gì. Địt con mẹ căng thế nhỉ. Tại vì tôi chưa căn được là địt. Đấy. Tôi chưa căn được là địt mẹ mày bấm bao lâu thì nó sẽ nhảy như thế nào thôi, chứ còn địt mẹ đến lúc tôi căn quen rồi tôi nhảy mặt cho con. Ui địt mẹ mày đoạn này nhảy kiểu đéo gì đấy. Đấy, chuột mẹ rồi. Ui, đi mẹ đoạn này đập đầu. Ốt thế đoạn này nhảy kiểu đéo gì nhỉ? Nó nhảy kiểu lôn đi ta. Ui, đi mẹ khó thế. Cái đi mẹ mày. Nhân vật ngu cực kỳ. Ái, đi mẹ. Đúng rồi, nhảy lên lên luôn được. Đi mẹ nó là chích cả các bạn ơi. Cả thế giới đéo. Đéo được, phải nhảy lại. Thế nhở? Địt mẹ mày. Địt mẹ mà đêm nay tao không phá đảo game này, tao không là người. Cay thực sự. Game này á, anh phá đảo trong tối nay em nhá. Nói thế luôn cho vuông. Địt mẹ em nhầm hướng rồi. Địt mẹ đoạn này nhảy kiểu đéo gì ta? Nhảy nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ. À, nhảy nhẹ nhẹ. Địt mẹ mà thế thì game lại dễ vãi lồn. Ê có quạ. Địt mẹ quạ. À? Cái này có phải cái tường không ta? À nó là cái tường. Thế cái này cũng là cái tường à? Ờ nó là cái tường không ạ? Cái đi. À không sao. Ui, địt mẹ cay thế nhở? Nó không có một cái vạch địt mẹ mà năng lượng để mình căn căn cho nó dễ nhở? Ai à, địt mẹ từ từ, game này phải bình tĩnh. Kéo vội vàng được. Địt mẹ mày, tôi biết tại sao thằng nhân vật củ lồn này đội mũ bảo hiểm rồi. Địt mẹ mày nó húc đầu suốt ngày vào tường thế này, đỡ thì lồn mà được. Lên đây à? Xong lên đây à? Dễ vãi lồn. À, ôi địt mẹ đoạn này nhảy kiểu đéo ấy. Nhảy sang bên kia đúng không? Đúng không nhỉ? Nhảy phát sang bên phải luôn. Ôi địt mẹ hợp với nhà bà Lý. Ui, trên này là tường à? Địt mẹ là tường thật công ạ. Cảm ơn Trung Sama nhá. Ui, địt mẹ mày vừa khít lối đít. Bây giờ sang đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Thế nó cho cái địt mẹ cái mấu để sang trái để làm lồn gì nhỉ? Lừa vãi lồn. Anh ừ mày thế. Ô địt mẹ đoạn này phải nhảy nhẹ nhẹ thôi, nhảy mạnh quá là nó đập vào tường. Mình lùi lại một tí. Đấy. À cái gì? Cái địt mẹ trên kia có cái mấu không ạ? Lừa vãi lồn. À thật ra mình nhảy từ dưới lên luôn được mà. Đúng vậy. À không, từ từ, cứ chậm nhưng chắc. Địt mẹ mà thề với các bạn tôi nhảy một lúc tôi quen lực rồi. Địt mẹ mấy cái trò này nó bình thường. Địt mẹ. Mấy game này chỉ khó người khác thôi, chứ còn bọn tôi ở trên Cao Bằng đu cây suốt. Địt mẹ mày vãi lồn thật. Ai? Cái con căng gì vậy? Địt mẹ mày cay thế nhở? Tính chơi lại từ đầu à?
Bình tĩnh, địt mẹ bình tĩnh, tạo nên sự quý tộc. Địt mẹ. Cay bình thường, cái mà cay đéo. Địt mẹ mà tôi nhận ra là cái thằng củ lồn này lực của nó đéo đều. Lúc địt mẹ mà tôi bấm đều tay vãi lồn, thề với các bạn. Địt mẹ mày nhân vật ngu lồn này. Cú thế nhở. Điều khiển nope. Địt mẹ mày ơi, địt mẹ mày công cốc luôn. Địt mẹ mày. Cảm ơn Khoa nhá. Thì quay lại thấy mình phá đảo các bạn nhá. Xoay 10 điểm. Bạn này nhảy kiểu đéo gì nhỉ. Ui, trên này địt lại mà có cái mấu rồi các bạn. Mẹ mày vừa chỉ cái máu, đâm vào cái máu thật. Ấu. Ô địt mẹ mày vãi lồn ạ. Tôi hỏi ngu đi, bạn trên thế giới có thằng nào qua được đoạn này chưa vậy? Ơ. Ui địt mẹ mày nhảy mạnh ăn lồn à? Nhân vật ngu si này. Ai 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 ai. Ui, địt mẹ mày. Ai ơi, địt mẹ mày. Nhờ. À, thế tại sao mình không nhảy thật mạnh không đập đầu vào đây thì địt mẹ có phải dễ hơn không? Đố má đó. Đúng vậy. Đấy. Đấy. Ô thế địt mẹ mày làm sao nhảy qua chỗ ăn quả được nhỉ? Địt con mẹ mày, tao biết cái tác dụng của cái mấu màu xanh này rồi. Đố má nó. Ê. Ê. Không giận, không giận, không giận. Ô cái địt lồn má. À. Thế nhảy lên kiểu lồn vậy ta. À, phải bật ra thành bên này à? Đúng vậy. À. Đây lấy đà nhảy sang à? Địt mẹ mày khó thế nhở. Phải cái lồn à. Ê.
Nope. Nope. À, địt mẹ mày, cay thế nhở? Ú ái luôn. Ú má mày. Lại về đây rồi. Địt mẹ mày, cái máu này tôi nằm đây hơi nhiều rồi đấy. Ôi địt mẹ mày, nhảy quả vãi lồn. Đẳng cấp vũ trụ. Địt mẹ mày, đoạn này khó thế nhở. Địt mẹ khe bé như cái lỗ đít ấy. À, mượt vãi lồn. À, như nào? Như này à? Đúng vậy. Có giọt tinh trùng rơi kìa. Ăn được không ta? Út. À. Ui. Cái này lại bị trơn xuống đây à? Holy fuck. Địt mẹ mày. Không sao, địt mẹ đoạn này tự nhảy mượt lắm rồi. Ui. Con cặc gì vậy? Con. Thế thì mẹ gọi thằng Tùng dậy cho nó ngồi chơi game này nhỉ? Dễ vãi đồn. Đi mẹ, cái đoạn này nhảy kiểu đeo gì nhỉ? À. Ây à. Đeo mắc lực được đoạn này. À. À. À, à, được thực sự. Mắc lực sang bên này. Đúng vậy. Tất cả đều đúng. Ôi địt mẹ, bây giờ lên ở đây mới gọi là vấn đề này. Ui. Địt mẹ mày, tính toán như thần vậy. À. Bố mày nhảy như này. Bố mày nhảy như này. Ơ địt như này này. Sợi. Xong nhảy như này này. Sợi. Xong lại như này. Thực ra địt mẹ mày nhảy mắc lực. Địt mẹ mày sang bên kia được mà. Một bước yêu vạn dặm đau cái mà. À, xuống luận, đúng vậy. Ôi 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 ôi. Ui địt mẹ mày, mày thế. Ấy.
mày. Một bước yêu và giảm đau với luôn. Lại thế nữa rồi. Đủ má. Đi con mẹ mày, từ từ bình tĩnh lại. Lại đang bị vội vội rồi. Ơ địt. Đúng vậy. Địt mẹ mà đừng can tôi. Chắc chắn tôi phải phá đảo game này luôn. Địt mẹ các bạn yên tâm. Xời. Địt mẹ hoàn hảo vãi luôn. Địt mẹ làm sao nhảy lên trên này nhỉ, mới là vấn đề này. Địt mẹ mà mạnh quá thì chết. Mà địt mẹ mà mạnh quá thì cũng chết. Mà mạnh quá thì kiểu lồn thì cũng chết. Ấy. Đúng vậy. Ui, thế ở đây thì địt mẹ mày có vẻ như là mình sẽ đéo bị rơi nữa rồi. Ui, khó đấy. Cái địt mẹ vãi lồn nhờ. Rồi, 10 điểm. Địt nhảy. Ơi, ra gì? Trời đụng cái gì vậy? Trời. Chị thực sự, cảm ơn em. Mẹ mày, bọn này phải nhảy mạnh. Nhảy phát sang bên kia luôn. Đố má mày. Đúng vậy. Đéo được. Đéo sang bên này được. Ui, phải ra ngoài ban công à? Như nào? Bọn này như nào? Bên này làm đéo có đường đi, các ông nhìn xem có ít bẹp mà có cái mỗi cái mấu này à. Nhảy thẳng lên á. Không được, không đến. Đây tôi nhảy cho các ông xem, không đến. Thấy chưa? Tôi bảo đến mà, cái đoạn này nhảy được, các ông cứ can tôi. Đoạn này đúng rồi, hợp lý. Địt mẹ mày. Vãi cả lồn, quả này rơi là địt mẹ mày ăn lồn đấy. Từ từ tôi căn ở bên này xem nào. Đấy, nhai là vừa này.
Ui. Ui, được thực sự các bạn ạ. Ơ, nó nói cái đéo gì đấy? Ôi thôi chết mẹ rồi, nó cần một vàng. Một vàng để làm gì vậy? Phải quay lại con chim để lấy một vàng á? Nó mà lấy một vàng cho nó thì nó sẽ cho cái gì ấy? Game này đéo có lưu, đi mẹ. Ơ, xếp này. Có xếp à? Sao lại xóa xếp vậy? Bây giờ tôi muốn quay lại cái đoạn luôn, tôi xếp thì làm như nào? Khoan đã. Nếu như mà lấy hết đà từ góc bên này nhảy một phát thật mạnh thì có thể sang được góc bên trái này luôn không nhỉ? Cần não thế nhỉ? Đi thằng này. Ui, đừng. Ôi, ai, ôi. Cái thịt con mẹ mày. Úi giời ơi. Mày game lừa thực sự luôn các bạn ạ. Cú thế nhở. Địt mẹ mày cái game bù lồn này. Cái địt con mẹ mày khó thế. Tao biết ngay mà, địt mẹ mày. Địt mẹ mày, cả tối giờ nhảy được 2.100 lần được không ạ? Rơi mất 241 lần. Địt mẹ mày, cay thế nhờ. Cú vãi lồn. Why are we still here? Just to suffer. Every night I can feel my leg and my arm, even my fingers.
everybody I've lost. The comrades I've lost won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm gonna make them give back our past.